Ok, thành giờ bạn. Ok, mình sẽ không giới thiệu, mình chơi tiếp luôn. Cũng có điều kiện chúng ta chơi lại, à chơi chơi luôn. Mình chơi xem một thằng Hachiman này. Nói chung là dù sao đi chăng nữa là chúng ta vẫn chưa đủ level để chúng ta gọi được cái thằng Yoshitsune. Nên cũng không có gì phải. Bên cạnh đó là mình phải đi chơi con với cả Rise để chúng ta bút lên được cái ấy mới. Nhưng là tiêu tổ này là chúng ta chưa đủ. Bây giờ cũng chẳng có cái gì hay hơn là chúng ta đi học, đi dạy. Expression. Rank cao phết, đùa là lần sau hình như là rank 7, rank 8, rank 9 ấy mà. Này chủ nhật. What should you do today? À, chúng ta thể mua được cái shopping này. Okay. Resend Brave. Okay, nó kèm với cả Die Food này. Cái Night Shoe này là mình có rồi. Red Battle Suit. Nên là mình có trước cả cái này. Nên là cũng có thể đi rủ Rise đi chơi nhỉ. Nhưng mà mình nghĩ là cái hôm nay là hợp lý nhất là chúng ta đi đi gặp cái bà già ấy. Nên là dòng Death à. Đi gặp cái bà già. Trời nắng rất là ấm. Nhưng mà bây giờ đã chuyển lạnh rồi. Hey, hey after day. Hey, hey, hey. Đây có reset. Có review đi chơi. À, chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn chưa đủ rank để chơi Rise. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em. Mình phải ra cái chỗ đó từ. Quay lại xem có con chó này. Mình quên mất đấy, mình có thể mình đi nhận cái nhiệm vụ quần cáo này. Cho phát shot. Trời. Hello dog. Yeah, I need something from sushi xa này. À mình này. Cho này thêm ăn xiên này. Cái này nó vẫn chạy á. Thấy con chó ấy. Đúng là con chó. Đúng là đồ chó. Nên là ở những cái kia là về sau là mình có thể làm nhiệm vụ bàn này từ rất sớm. Bà già. Mình định làm gì nhỉ? À này, con cáo ấy. The fuck. Yes, I wish I were better at speaking. Tôi ước là tôi có thể nói chuyện tốt hơn. Nên là phải bọn này. Mình không biết là cái nhiệm vụ này phải là của bọn này. Bọn trẻ con này, trẻ nít này không? Nhưng mà anyway là chắc chắn là không đủ thời gian này chúng ta. Nên là bây giờ chúng ta phải nói chuyện với bà già này. Đúng là cái nhiệm vụ bàn là từ phải làm từ rất là sớm. Hay là mình có thể bỏ xuống được cái nhiệm vụ bà già nhỉ. Zasogami 2.
profession. Nên là chuẩn ra là đúng là cái nhiệm vụ bà già này chúng ta làm từ rất sớm. I'm no good. Be careful. Hay là The Dead à? Nghĩ nhỉ? Dead Old Lady à? Level 5 à? Ờ, kệ đi, kệ bà già đi. Mình nghĩ là mình sẽ đi xem phim với Rise nhỉ? Người ta book kiểu một quan hệ luôn. Okina City này. Không biết là có phải book thật không hay là... Hay là nó book cái chỉ số ra này. Chúng ta có Roman Pay Holiday. Yukiko Kanji Rise. Gọi điện mời hẳn em nổi tiếng em đi chơi. Sorry to make you wait. Anh có thể đợi em được lâu hơn. Let's go, senpai. Em thực sự giống như người yêu của anh. Em chuẩn bị dọn mẹ về ở với anh cho nhanh. Cái này nó không muốn một quan hệ à? Đề này. Awesome. Cái này là cái remake của một cái bản cũ này. Nhưng mà cái phim này nó rất là hay. So that would grow love scene the European city. Kiểu tình yêu về the... Kiểu là mấy cái kiểu là... Kiểu là Eurochip vậy ta. Chúng ta có cái movie buff. Achievement. Nên là nó cũng giống như kế hoạch kìa. Hoặc là nó cũng búp cho ba cái chỉ số ấy. Thế là khả năng là ngay cả bà già mình cũng không đủ thời gian để mình đi chơi bà già. Nên là muốn đi chơi bà già là chúng ta phải đi chơi từ rất là sớm đấy. Thế giới này cái nhiệm vụ bà già này nó rất là dễ, nó chỉ là thứ tư là đâu. Thứ chủ nhật là gặp ấy. Hay là mình có thể mình thi ăn thử ăn mì nhỉ. Khả năng bây giờ là mình có thể mình raise your understanding. Ok. Cái bây giờ mình nghĩ là mình có thể mình ăn hết cái mì này. Nhưng mà bây giờ mình chẳng biết mình làm cái gì nữa. Có khi là mình đi về nhà đấy, không nên chẳng ai. Luyện thêm cái chăm chỉ chẳng hạn. Chăm chỉ lẩu á. Ra gặp cái... mày gặp hạc giấy không nhỉ? À đâu, gặp phong bì. Đây là cái ngày duy nhất chúng ta còn có thời gian miễn free. Hoặc là dán cái gì nhỉ? You can work here. Make a model. Make a model này tăng cái chăm chỉ đấy. Diligent. Strong to thought. Cái này là game cộng là chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian chúng ta đi gặp gặp mấy cái này. Gặp cái như mấy cái đồ chơi. Monday này. Này lại một tuần nữa. Đây là đúng là chúng ta chỉ tập trung vào cái quân mình này. Bây giờ là cũng không có thời gian để mà các quân khác ở ngoài. Là có Naoto này, cụ thể là chúng ta có Rise này. Không có Rise à? I am free today. Yes, yes. Yes. Nói chung là cái nhân vật Naoto này nó không phải mình ghét đâu, nhưng mà trên thực tế mình không cảm thấy là cái nhân vật nó
kiểu nó hấp dẫn ấy, như kiểu những nhân vật khác kiểu như là nửa trai nửa gái nó kiểu và những cái mối quan hệ này trên thực tế là cái mối quan hệ của hội thoại của NATO này trên thực tế là mình cảm thấy nó tương đối là chán so với những cái nhân vật khác. Discrete Master, nói chung là nhiều cái về suy luận hay là tranh kiểu là trên thực tế suy nghĩ thì lại là NATO là con nữ, trên thực tế là nó kiểu nó kiểu là cái mối quan hệ nó hơi bị cứng, nó hơi bị chán ấy. Nên là phần lại quay lại cái Phantom Thief này. Thế là mình thừa mình không quan tâm nên cái nội dung này là cái gì ấy nhá. Nên là bây giờ là quay nó bảo là mình sẽ làm gì với cái trên cái câu trả lời đúng là chúng ta phải đốt nó. Để chúng ta xem được cái câu hỏi bí mật này ở trong cái tờ giấy này. Này khi mà này chúng ta sẽ test là một cái hơi lửa ra. Hơ lửa đấy. Nên là chữ bắt đầu hiện dần lên. Một vô hình này. Damn. Grow man employing such childish trick. Eat letter with red face. Ăn cái thư này với mặt đỏ. Is it a mailbox? Nên là thiên về kiểu giải đấu ấy. Nên là nó bảo là bỏ cái này vào cái hòm thư này. Did it. Grandma hit, why did he keep it? Would you got it back? Yes. Detective Badge. Cái này là cái huy hiệu thám tử. Con này có hồi bé. Con này nó mê chuyện thám tử. You have my gratitude. Handsome Sam. Yep, yep. Nên là bây giờ là mối quan hệ là về số 5 rồi, mình thường mình chả quan tâm đến mối quan hệ này. Nói chung là đi lòng vòng này chúng ta nói về những cái câu chuyện phụ của NATO này, cái gì này. I guess I have. Nên là đúng là mình thấy cái nhân vật NATO này trên giới là mình đối với cái sự... nhận xét riêng mình là mình cảm thấy là nó không hợp so với cả cái ấy nào. Nhưng mà chắc là kiểu hồi đấy là kiểu cái style tomboy là nó hay kiểu phổ biến ấy. Nhưng mà theo cả cá nhân của mình là mình cảm thấy cái nhân vật này nó không thực sự là nó hợp với cả cái team này nào. Nhưng mà dù sao thì game nó vẫn nhảy để cho nó nhiều cái nhân vật nó đi với nhau ấy. Nên chúng ta Tuesday, Thursday and Saturday okay. Nói chung là bắt đầu từ thứ hai, thứ ba nhỉ? Senpai. Mình không biết là cái em này đủ quá chưa? Mặc dù là anh rất thích nhưng mà anh sẽ phải từ chối với em. Anh có nhiều việc hơn anh làm. Và cụ thể cái việc đấy là cái việc mà gặp phong bì. À, mình có thể đi câu cá chứ mình... Nên là hồi xưa là chơi game này là có thể chơi game cộng cộng nhưng mà mình quyết định là chơi game cộng, mình không có game cộng cộng. Tèo 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 tèo. Tăng cái diligence chăm chỉ. Ngày thứ ba là có thể đi dạy học này.
Thành của ai? Đây còn Naoto rồi. Đây có ai nữa? Không có ai cả. Thế là anh muốn đi chơi với chị Rise-chan. Naoto này mối quan hệ nhanh lên nhanh phết nhỉ? Lên được 6 đấy. Bây giờ nói chuyện đã lên được 6 đấy. Day after day, ay ay ay. Không có đi xe cha nào, mẹ thêm đi. The fortune, the persona of fortune. Samegawa follow, follow plane. Thử thách mới từ cái Phantom Thief. Phantom Thief know where I will live. Which means we have, he have other reason for having you deliver the first car. Tại sao anh ấy có cái bọn này nó có cái lý do là để cho anh phải đưa cái lá bài cho tôi à? Cái calling card. Because we look close, I look easily, because I look reliable. Trả lời như nào được đấy. What do you think of the content of this card? Anh nghĩ nào về cái nội dung của cái card này? When the bank close, the fruit tree grow. By the last seven of the third is the spot I chose. Đây là cái câu đố ấy. Cái vế đầu tiên thì chúng ta là cái cây ra hoa, cây ra quả. The second sentence. By the seven at the third. Nó có vẻ có cái số 7 và số 3 này. Khi mà ngân hàng đóng cửa này. Ở cái cây rau quả này. By the last seven at the third spot I chose. Ở cái cây L số 7 này. At the third à? Là cái gì? Hình như là cái number ra important này. Nên là cái này là lựa chọn này. Số là quan trọng. When the bank close. Bank entry. By the last tree at the bank is the spot I chose. Nghĩa là đây là cái cây lớn ở cái ngân hàng à? Hay là bờ sông. Chúng ta sẽ ra cái cây lớn ở bờ sông. Là cái chỗ này. Đây là cái digital watch, đồng hồ điện tử. Đây là cái vật kỷ niệm của con Naoto. Nên nó kiểu là nó mê mẩn về mấy đồ thám tử. Đúng là kiểu cái con này nó thiên về kiểu là nhân vật chuyển giới đúng hơn đấy. Nên là nó mặc đồ con trai, tomboy 100% luôn đấy. Và đây là nó trong cái này nó không phải là nó chuyển giới hoàn toàn mà nó vẫn kiểu là nó vẫn là con gái. I glad you are good. Hình như là cái này là nó lựa chọn là là Roman. Huh? What are you saying? I feel your reasons is now to grow deeper. Đây là rank số 6. Invigorate 2 ngon nhỉ. Thay cho cái này.
Nên NATO này nó búp tốn rất là nhiều mà Terracam này. Mình bỏ đây này. Invigorate một đống á. Thôi giải tán đi. Hôm nay là mình có thể mình tiêu thổ. Khả năng là cái tiêu thổ này là có thể lên được rank max luôn. Mình chưa bao giờ mình chơi lần đầu tiên mà mình max được rank cái, đi dạy thêm này. Làm The Soul. Is it going to show up anytime? I want to know a way to memorize. So I won't lose. I won't win. I will not lose. Miss. Getting good grade, being great at sport. Điểm cao này. Chơi thể thao tốt này. Và nói chuyện cũng vui vẻ này. Đẹp trai này. Có thực sự là có khả năng là có người nào có tất cả những cái tố chất này. Anh có biết là ai đấy không? Trên thực tế là anh này bảo là this guy. Anh đây cơ này. You mean yourself. You are really full of yourself. Tít mi cho mày, cái anh này hâm, thằng này khó, thật thần tượng mình. I've been having this dream lately. Thằng này nó mơ là, có một giấc mơ là nó trên tàu và cái tàu nó cứ chạy rất là nhanh. Nhưng mà thằng này không biết là nó cái tàu này sẽ đi đâu. Và không có cái lối ra. There's someone coming from the sky behind. Every time I have a dream, the person get one car closer to me. You must be possessed. Em bị ma nhập. Thế là có một cái xe sau nó đuổi và mỗi lần nó mơ thì là cái xe nó càng ngày càng đến gần cái tàu đó. Ta sẽ là cheer him up. Này kiểu áp lực về việc học hành rồi. Đây là cái rank số 8 rồi nhỉ. The tutor student. Tại phát 10.000 yên vậy. Tiền nhiều thế. Nhà mẹ kiếm đâu lắm tiền nhỉ? Mẹ học phí còn cao hơn cả trên thành phố là. Going. Baby I need you. Đây là có lựa chọn là ai. Thì là NATO này là vẫn có. NATO này vẫn chưa đủ mối quan hệ, càng tốt. Heartbeat. Ồ, vẫn chưa đủ à? Chó rồi đấy. Tôi không thể tin được. Nhưng mà bây giờ là đúng là cũng không có mối quan hệ nào khác ngoài đi chơi với ai. Thôi, chúng ta đành phải đốt thời gian với con này vậy. Mình nghĩ lần sau là chúng ta đủ luôn đấy. Cụ thể là ngày hôm sau này. Là cái này nó đến, nó ship hàng cho mình rồi. Nên là chúng ta thể làm việc cho là janitor này.
Đi gặp cái chị y tá đấy. Nên là mình thực sự mình cũng rất là muốn chơi game cộng, bởi vì là tất cả những cái mối quan hệ là mình có thể mình giải quyết ngay từ rất sớm luôn đấy. Nó nhẹ gánh rất là nhiều luôn. Nên là chúng ta có thể đủ cái rank để chúng ta nói chuyện với cái chị này. Chị Yasuko này. Đây là cái rank cuối của cái Devil này. Đây là cái kết của chị y tá. Rất là đáng tiếc là chúng ta không được quà. I'm sorry. Là chị muốn chào tạm biệt em. Goodbye, take care. Chị hãy bảo trọng. If you mean that you have some deeper meaning than you are sharp boy. Nên là chị sẽ nghỉ việc ngày hôm nay, rời khỏi cái bệnh viện này. Nhưng mà TV vẫn kiểu là hồi xưa. Chị bắt đầu cảm thấy ghét bệnh viện này. Sau tất cả mọi cái sự sống và cái chết này. Về cuối cùng là mọi người đều rời bỏ chị. Chị rất là cô đơn này. Nhưng mà khi đó chị nhớ đến. Và khi đấy là chị muốn trở thành y tá, bởi vì chị muốn cứu mạng người khác. Và chị lại đi ngoại tình với bác sĩ, rất là hài. Kiểu số phận của y tá là hai ngoại tình bác sĩ. Nhưng mà chị tìm được lối đi á kiểu à. Đặc biệt là cái thằng này là cái thằng trẻ con này. Mà cầm cái rẻ trong mặt trong tay của mình là là ra những vật chính đấy. Athen, chị hay là nhắm đến bọn người đàn ông bọn già và nhiều tiền này. Nhưng mà cuối cùng chị lại bị đâm đầu bọn trẻ. Này giống cái cô giáo cho bản năm ghê. Kiểu số là hay bị dính vào mấy cái thằng trẻ danh. I'm going to be my old guy, thanking, king, walking, taking risks. Nên là chị này muốn bỏ cái này để chị có thể sống một cái cuộc sống khác. Will you take this? Quà của chị này. The hospital ID. I give you the person I was when I was here. nên là diễn viên lồng tiếng là chỉ lồng tiếng cái tập đầu và cái tập cuối ấy. Rất là rảnh. Hoặc là chỉ lồng tiếng được vài câu thôi nhỉ. Thao at I and I am Thao. Chúng ta bây giờ có chúng ta fusion là cái con Beezerbug. Hình như cái con bọ hay con ruồi rất to ra. The Bon Mani Maniac. What's right? What you should choose to do in life. The answers to those things lie within you. Chị sẽ tìm kiếm những cái lựa chọn mới trong cuộc sống. Nên là cái này nó cũng rất là hay, nhưng mà giờ là nó không được thực sự nó drama như mấy cái kiểu mối quan hệ khác ấy. Look at the cloud. Pick up marriage and beer.
Angkor To Do With The Root Of The World, Bury The Bridal Bride, Cô Dâu. Nhà nó hỏi thằng Yosuke là The Root Of Bride What? Bride Array, Bride Alley. Cái từ nước Anh Alley thôi. Was drunk during the festival and merry gathering. Mà thực sự mình không hiểu cái bài bà nói gì. Hình như là kiểu cái từ lóng liên quan đến toán. Hoặc là cái thuật ngữ liên quan đến toán. Khả năng là cái con AI nó rủ mình đi chơi rồi mình ơi. Ai. Nên là hôm nay là chúng ta có rất là nhiều cái là quyết định của chị y tá. Và bây giờ là chúng ta sẽ chốt sổ với em ai. Tell me boy. Go leaping nature. Không có reset nhỉ? Không biết có reset này đằng đâu. Kệ. I have something to tell you. Em có gì muốn nói với anh? Em có điều muốn nói với anh. I need to tell you something. You are really weird guy, you know that. What a guy like you doing hang out with girl like me. I'm good looking girl yet you show actually no interest in. Em rất xinh như này mà anh cảm thấy là anh không có ý định muốn cưa em. Và anh rất là tốt ở về. Em biết làm như nào bây giờ. It's only natural that I'd fall in love. Rất là tự nhiên khi em đổ ngục với anh cái này. Nhà nó bây giờ là nó không chịu được nhiều rồi. Là nó thừa nhận mối quan tình cảm với mình rồi. Nên là chúng ta sẽ bây giờ hình như cái này nó chỉ lựa chọn là đơn giản là chấp nhận hoặc là từ chối ấy. Nên là như là mình nói ở cái rank số 7 hay số 6 gì nhỉ? Nên là nếu mà chúng ta là cái rank đấy là chúng ta tốt với con này thì nó sẽ dần nó nhận cái tình cảm với mình ấy. Cảm thấy là nó quá nhiều tình cảm với mình ấy, nó phải đổ gục. I'm so happy. There's no turning back, cần chó turning back. Are you sure about that? Well, I thought that. But I have to tell you my feeling no matter what. You're the only one who didn't pay attention to the rumors flying around about me. You saw me as I am. Okay. Anh nhìn em là cái người người đích thực, con người đích thực của em. Anh không quan tâm vào những cái tin đồn vớ vẩn như kiểu em có sugar daddy. Thank you. Here. Take this. Này tặng quà cho mình. Giờ đây là cái gì? Compact à? La bàn à? Bây giờ là em không cần cái la bàn và chỉ em đi đâu nữa. Khi mà em muốn thay đổi bản thân. Bởi vì em đã có anh. Từ bây giờ là những con người như anh sẽ là cái gương. Gương để em. Kiểu như là giờ nó tìm kiếm những cái con người tốt ấy, để nó chơi ấy. Không phải là gái hư. Em sẽ không mà quên em là con người như nào. Và em sẽ không phải dối trá bản thân mình. Thank you.
Nên là trên đấy là mình là cái người là khiến con này thay đổi, trở thành cái con người tốt hơn ấy. Kể cả mình có là tình bạn hay không ấy. Nên là cũng cảm thấy rất là có ý nghĩa nhỉ, mẹ kiểu từ gái hư mà anh đã thuần phục trở thành gái ngoan ấy. Nên là mặc dù là ý định chúng ta là đều là tốt, nhưng mà về cơ bản là nó cũng trở thành là đầu quân dưới trướng của mình. I can more, right? Trường học gì mà đã bắt đầu như này. I love you. The hour path of spending time with I. Bọn này mẹ nó phang phập nhau ngay trường này là thật. Trường học này không ổn. Nên là cái đấy này là cái mark rank của con ai thôi nhỉ. Hình như là mình còn Yuiko với cả cái Naoto-chan. Bây giờ mình chúng ta hôm nay là chúng ta đều có thể chúng ta đi ấy này. Mình không biết là mình chắc là mình nghĩ là mình có thể cố gắng là mình boost được cái mối quan hệ với Naoto ấy. Nên là không biết là có được không. Thì mình ra ngoài mình xem. Ok, hoặc là mình sẽ dừng đây, mình sẽ quay lại sau ấy, mình quay lại luôn ấy. Nhưng mà mình tạm thời mình dừng đấy để mình dừng đây một chút. Mình quay lại. Ok, mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác trên channel này.